từ đây về sau đồng tiền của mình phải xài cho kỹ, phung phí tội trời. Hãy ráng con ơi, đổi đời đã gấp, từ đây gió tấp rồi lại mưa đơn. Nếu mãi giận hờn trong cơn là uổng, nếu ai có ruộng về cấy với cài trồng giống như lai, ngày mai mình hưởng thầy đã huynh trưởng chứ có gì đâu. Ta nói đôi câu, đừng sầu, đừng khổ, qua kìa gần trổ, nhị nó gần khơi. Nói với ai hay, nói hoài như vậy, không phải tầm bậy cây gậy đây nè. Nghe nói mùa hè mèo kêu ba tiếng, thấy rồi xuất hiện bằng mấy năm nay. Nói đắng nói cay, nói ngày, nói tháng, nói không có chán, trên biểu nói nhiều, do lực thiên điều sai ta xuống thế. Gặp toàn mỹ kế, với lũ tà ràm, ta chẳng có ham không làm gì hết. Chúng sanh đoàn kết, ta bỏ lui thuyền, ngày nay còn phiền, ta còn ở lại tự vô mấy ngày, không có gì đâu. Ta thấy năm châu, rồi sầu, rồi khổ, không đợi qua chỗ, bố bổ cho ai cảm thương kia kìa rồi đây. Đau đơn từ tầng tứ hướng, từ hỡi chỗ nào, bên tấn bên tàu ta nhào về dịp, nơi đây cách biệt thầy viết một bài tặng chốn trần ai, ngày mai rồi thấy. Về đi rắm cấy hạt giống bồ đề, sắp nở sum xê đời về mình hưởng. Đừng nên nghĩ tưởng quá khứ vị lai, chỉ nói ngày nay làm gì thì sửa, dù một ngày một bữa cũng có cơm no. Sống chẳng rối o bộ đầu tiêu tất, bộ não không mất, trí tuệ còn nguyên, giáp mặt thượng thiên về miền thiên cảnh. Thầy đâu có rảnh nói dối làm gì, nói sánh nói bì, nỗi chi nói nhục, nói đời kết thúc chúng chẳng không hay. Nói hoài lô tô chưa nghĩ, nói trong thế kỷ bá tánh kia cà, nói lời nói qua, nói nhà nói cửa, nói đây khói lửa đốt cháy tràn lan. Ở lỗ ở hang, ở đâu cũng vậy, đức ân không có, xa bẫy yêu tà. Ta nói vậy mà về đi nghĩ tưởng, bằng là huynh trưởng bị dướng đấy rồi, trời sai đã thôi phản hồi cô quốc. Không mê vật chất, không cất tiền vàng, mê họ mê hàng anh em đồng đạo. Không mê hung bạo, ai giữ ta đi, chấp tay vậy thì tâm ta đã niệm. Từ đây âu yếm thầy dặn nghe con, ráng nhớ làm tròn đạo nhân đạo nghĩa, đất đai trồng tỉa hạt giống đặng nhờ. Di lạc phất cờ thì con đã hưởng, bây giờ không sướng phải ráng đề phòng, mình để chữ không não nồng mình bỏ, đừng nên khua mỏ rồi lại khua môi. Mấy chức mấy ngôi mấy tội cũng bài, ai không ở dạ trại ai dạy ở nhà, sẽ tới kia cà số ba ra trước. Ở miền gần nước khổ lắm con ơi, nước biển dân thời nọ cao như núi, chắc rằng trong buổi thầy phải nói ra là con số ba. Hồi nãy giờ nói riết nó không ra con số nào hết á, thì thầy phải bắt quờ qua chỗ này chỗ kia chỗ nào để trao đổi cho quý vị là bài lô tô của cái cơ cuối. Chúng con có hiểu nha, hiểu ráng cố gắng không để dồi mài kinh sử và tới thầy. Con mất đi buôn bán cũng tu, mình cần cho đúng, dù bán lợi ích cũng được nè. Bà chị anh chú, tôi cần đúng này nha, ta đi hảo, ta đi cân lợi, ta đi làm gì đó thì mình là thứ thiệt, không sợ gì hết, thiệt tâm thiệt tánh thiệt lòng thiệt có trời, nói vậy đó. Vì mình là con đồng mà, còn mình nói tới là 3-4 đồng bạc nó mất, nó cháy mất à. Hoặc là mình được một cái quầy hàng đó mình bán đắt quá nha,
Vì mình lè mắt người ta đó, mình làm này làm kia cũng làm gì đó, không có làm gì đó. Thì buông tay rồi thì nó thôi. Thì thầy ơi, ai cũng chết đó, ra đây, kệ người ta chết, thầy chết. Nhưng mà mình chết mình mang cuộc Phật về. Cái linh hồn mình đó, nó có cái dấu, nó có cái dấu cẩm thạch, dấu vàng, dấu ngọc gì ở trong đó đó, mình mang về. Vậy đó. Còn cái này cái chết rồi, linh hồn mình đi chuối dưới cái địa ngục á. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Thầy xin phép uống miếng nước nha. Thì có cái bệnh này 35 năm 40 rồi đó, chắc 40 rồi, không hết. Ho, hen hay là bệnh gì đó, không biết nó bệnh gì nó bệnh. Có nhiều Phật tử nói trời, thầy linh quá mà cũng bệnh sao? Hỏi à, hỏi trời ơi, linh quá mà bệnh hoài vậy? Thế nó thầy bệnh hoài không hết đâu. Bệnh gốc bồ đề chớ có buông, bệnh thương dân chúng mất cội nguồn. Bệnh mãi bệnh hoài làm sao hết, chừng nào lắng lặng hỏi nghe chuông. Bệnh này bệnh của hỏi ai đây, của chúng còn mê vật chất đầy, thì ta phải bệnh hoài chưa hết, chừng nào mãi tạo vận chuyển xây. Bệnh nữa đi thôi đặng gặp người, đạo đồng ngồi đó rất vui tươi. Nhìn thầy thấy rõ thương quá xa, mắt lệ mồ hôi cả dãy đầy. Đừng hỏi nữa nghe bệnh mãi hoài, chừng nào bả tánh chống trần ai. Biết đường trở lại thầy hết bệnh, và của tiền đời chớ đạm dai. Bệnh này ai trị hết hả thầy? Chúng con bình trị chớ hỏi ai. Chừng nào dẫn chúng hiền biết tận, không còn cuồng loạn mãi còn sai. Bệnh điên bệnh dại chớ bệnh khùng. Tai nghe mà trống đánh chưa thùng thùng gian gian. Tớ đây mở đại chưa hội tràng. Mau về rồi tỉnh về chứ sớm làng cụ chi. Tỉnh mau đang sống chưa tới kỳ gặp mùa. Phật hiện rồi đại bi cho mình. Đây là cách bậc chớ thơ sinh, chẳng chống chưa cần trình ai hết chưa tội thôi. Sinh ra chịu khổ cúc côi nghèo nàn, mà chất pháp chứ sao ngồi thiền tu. Nay mai dẹp án mây mù, thì là chúng sẽ ngồi tu gian rồi. Thượng đời sau lại đạm quên, quên ông mà tiều lão, rồi quên ông chưa sĩ bần. Quên đi thánh rồi lại chớ quên thần. Bây giờ phải chịu chớ lần lần xa thôi. Từ đây trời đã chưa diệt rồi,
bần hèn mà biết được, chớ ôi thôi lắc đầu. Biển còn còn quá lại dâu, năm bảy chưa nhà lầu, gãy đổ hết trơn. Chưa đâu đừng giận đừng hờn, cứ nghe ông lão chưa khải đơn thì thi. Đờn kêu không có chưa còn gì, đờn kêu đừng sanh chưa đừng bị, đừng lo sống đi thật tế ông cho. Danh nghèo mà có đức, hơn giàu tỏ của tài bớ người, nay ở chưa trận ai. Tỉnh rồi mà cố gắng, chưa thuyền quái thấy chờ. Tới đây vô bến chứ vô bờ, đừng buồn đừng giận chứ đừng khờ rồi lui. Cuộc đời cứ mãi ham vui, say mê chi vậy mà lắm mà mùi gai ở gót. Cho nên lỗi đạo với trò, bây giờ ráng học rồi do bài môn, về nhà đừng có bôn chôn. Biết ta mà giữ xác chứ giữ hồn hiền lương, mau chân lẻ bước chứ lên đường tu hành, đặng gặp chứ Phật dương ra rồi. Thứ đây gấp gấp con ơi, nghe lời mà ông chỉ, rồi sống đời coi sao. Dù ai có thấp có cao, sống bủa chứ ba đào, mình vẫn chưa còn nguyên. Đừng kêu hậu thổ hoàn thiện, đừng kêu đừng có chính chuyện nghe người. Bây giờ phước đức chưa phải dư, sau này mà tồn mà tại chứ chín mười. Thật ra Nam Mô Lục Tự Di Đà, cô người mà tư sĩ tại gia phượng thờ. Ông buồn bệnh tật chứ ra thơ, gửi thăm mà khắp cả chứ hiện giờ nơi đâu. Gửi thăm bốn biển năm châu, nói rằng ông quá lo rầu rồi đây. Khuyên trong bốn biển sửa say, đừng nói tao mày đánh lộn nữa chi rồi đây, trời đã tru di. Lão thường mà lão nói chứ trong kỳ này thôi, chứ đừng mê chức phận cao ngôi. Rồi lên mà thượng đế cướp ngôi của trời, cho nên phải chết giữa dời. Từ đây mà tai nạn chứ tới bời không tha, đừng kêu tất cả chứ sâu sắng. Bình trời mà tướng Phật chứ chưa qua, chưa ngày nay đờn kêu chỉ có một giây. Kêu tớ chưa gặp thầy chưa len lỏi ngày nay, đờn kêu tỉnh dậy chưa đừng sai. Nước trong cũng vậy nước ngoài ở đâu, nước cạn rồi lại nước sâu, ta đây đừng chút đâu ý câu tội nguyền. Đừng kêu hội Phật thánh tiên, đừng kêu ngưng lại làm hiền nghe dân
ở xa hay là ai chứ ở gần tiên đường mà của đạo chứ sĩ bằng rau gian. Đơn kêu trời đã mớ màng, lập đời để xử phạt hình tàn giữ hung. Đơn kêu muốn pháp chưa cũ trùng dụ cho súng ông chưa đụng mà đùng cung tên. Phép trời phải nhớ đừng quên, ngủ lôi mà đã tử kệ bên phúc chạy thì là bi đã bỏ thấy. Đừng cường mà đừng bảo chưa nghe thầy Bổ Sơn. Vì cũng dân chúng đừng sờn, ta nay mà buồn khổ chứ đờn năm cháu nghe chưa hãy ráng quy đầu. Đừng cường mà đừng nghịch để sống mà đâu coi đời. Tại nghe bụng rụng bội rồi, ta nói cái đời ai nhục ai dinh từ đây mới thấy thiệt trình. Nay mai mà dân chúng cho bỏ mình, tại mình đừng trách cho thượng lời. Tại cường mà tại nghịch quá sai trật rồi, tại sao không chịu trì ngồi còm ăn áo mặc chứ chức rồi vậy yên. Bây giờ đòi hỏi liên miên, đòi lên thần chỗ hoàng thiên chưa làm trời. Từ đây khổ lắm dân ơi, mau mau kiếp kiếp đổi đời lẽ đi sống cho thực tế vậy thì. Tám dừng mà hung ác rồi tri lại mình, ác ôn cũng xuống bụng sình. Hiền lương mà ta thấy chứ ta nhìn chứ cảnh thiên. Nói nhiều chung nói thầy điên, cho nên thầy phải tứ phiên trang dầm. Mà bữa nay nhìn thấy không lầm, chính ta mà bơ lượng rồi ta cầm thiện nó chèo bơi khắp cả chứ vậy mà kêu dân mà rẽo chúng ta bà tỉnh mau. Từ đây ác mộng ba đào lớp chết mà lót ba đói chứ ai giàu. Dĩ người sau đây trời phạt từng người. Tỉnh chưa mà quý vị chứ vui tươi mặn nồng. Phạt hết rồi lập lại tổ tâm. Thấy rồi gió trụ chứ quần không ít người. Trí minh mình có vui tươi tại nhiều, mà đời kiếp cho nên người khôn ngoan. Khôn ngoan rồi lợi tính toan, tính bạc chứ tính vàng, mà ân nghĩa chứ bỏ quên. Thì giờ phải chịu chứ đỏ xanh, không ai cứu được bá gia đừng cầu. Bây giờ tội lỗi quá sâu, ta đây nói chút đôi câu rồi về. Tớ đây mà đáo danh đề, ông buồn mà ba tánh chứ sớm mà kề rưng rưng. Phải sống thực tế vui mừng, dù cho một vi bữa báo đừng có gây. Chỗ này là chỗ bùng lầy, có gây mà cũng mất, có chạy cũng dông. Quỳ đi rồi lại đức ông, đức thầy cũng dậy trên dòng sông đưa đò. Tỉnh màu bơ bơ chưa học trò, thầy bơi mà về được chưa chuyện trò rồng mây. Sống coi qua hỏi kỳ này, ai còn ai mất ai thầy, ai vua ai hơn rồi lại ai thua. Ai ở chứ trong chùa rồi chuông mỏ chứ len bên. Ai người cư sĩ ngỡ khen tại gia thờ cung trụi rèn. Trí minh ngày đêm nói sử sôi kinh,
theo thầy mà học đạo trời minh minh sáng ngời. Bữa này tu sĩ ai ơi, ráng về mà thanh tịnh chứ sống mà đời long qua cứ tu thanh tịnh tại nhà, hiểu trung mình giữ cho Phật Đà Nam Mô. Nghĩa ân chú lấy cùng cô đừng nên bôi bác đem vô thân mình, để ta đem chốn sân trình đủ ân mà đủ phước mới nhìn cho thấy vua từ đây đổi tiết thay mùa. Học thì ráng học hơn thua mất bài. Nói cho ba tánh gái trai thầy về, thầy nói bữa nay thôi rồi, về đi, đi đứng chứ nằm ngồi. Nói đây một chút chứ phản hồi thượng lời. Nói tình không có nói sai, nói mãi nói hoài, ba tánh ráng nghe nói rồi cho tới mùa hè. Mèo kêu ba tiếng ra tre mà lầm. Ta đây nói hỡi âm thầm giảng buồn, mà ba tánh trong tâm đừng rầu, chuyển lưng buồn biển năm châu. Nói cho mà biết rồi hầu liệu lo. Học thông lý đạo mình dò, ráng đi nghe lão chuyện trò, nay mai bây giờ như thể trong gai. Đạp nhầm chi nữa rồi mẹ mai khốn nàng, về đi thiếp thiếp chàng chàng, ý lời mà ông dạy bình an tội nguyện. Giờ thanh tịnh lão khuyên mấy tiếng, kêu các ngài sức hẹn chứng minh, ở đây là chốn sân trình cũng nơi phụ giảng, chưa đạo mình bổ sơn. Bần nổi ra không hờn giận vui, cũng như giờ chú cội leo gian, ánh trăng tri trăng sáng ngà, tìm chi mà không ở gặp hằng ngã kia kìa. Nói một chút thầy về chút đạo, nghĩa anh em tại thảo bút cầm, ráng tu đừng để sai lầm, ở xa mình cũng kiếm tầm kết thêm. Nghĩa anh em nào niềm chia sớt, tình bà con hao hết mình buồn. Đừng vì một chút tiếng chuông hay là mê muội chưa cội nguồn bỏ sang, đem giáo lý phổ đà tất cả mà nghĩa kim bằng hỷ xã với nhau. Bần về nơi đấy kêu rau, bữa nay là bữa chót chứ cũng mờ nào đậu tiên. Dân ơi bất não bớt phiền, ta đây mà chia sớt liền liền nghe chưa. Dù cho sớm nắng tối mưa, hay là không bữa cơm trưa, vui về ăn khoai ăn bắp chứ giờ này cho vô mà nó cũng chứa đầy bụng thôi. Về đi tỉnh mộng con ơi, coi chừng mất đức nó trôi ra ngoài. Bây giờ ông đã chứ ra thai, ông chờ mà đưa rước chứ trong ngoài. Về quê sống đi thật thế, trận này khỏi đau mà khỏi khổ chứ mấy chày làm chi. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay thì Bần sĩ xin kính nói cùng tất cả quý vị, kể từ đây chúng ta sống thực tế bình yên. Đừng có hỏi con, hỏi cái, hỏi anh em mình bữa hổm, bữa kia, năm rồi, năm tới, không có, bỏ đi. Cái quá khứ cùng mời vị lai đó, mình bỏ qua cho nó không có nặng. Đó. Rồi mà lên xe gặp bạn, cái khiều hỏi, anh sao này kia nọ, sao hôm trước, trâu anh cài mấy mẫu, mấy công rồi đi kia nọ, hành sao này kia, bỏ, không nói. Nha. Thực tế hôm nay anh đi đâu đây? Dạ, tôi đi lên Sài Gòn, ở dưới miền Tây lên vậy đó, lên Sài Gòn. Dạ, rồi khi nào anh về? Anh nói rồi.
chắc tôi lên chào con, tôi nghỉ mai tôi về. Vậy vậy hả, em chúc sức khỏe anh nha, rồi xong. Chứ đừng có hỏi là nó mua gì, làm gì, chừng nào về, đi đây, đi đó này kia, nó mất công lắm. Đó là cuộc sống của mình hôm nay đó. Mình ngắn gọn có nghĩa là người ta đi vòng vòng vậy nè, tụng kinh, thầy đồ tụng kinh dạy mình tụng nó tốt lắm ấy chứ. Nhưng mà mấy ông thầy không có làm, mấy ông, tu chùa đó, mấy ông sung sướng thiệt, mấy ông tu cho mình đó. Nha, nhưng mà mình đâu có biết là mình tụng Nam Mô A Di Đà, bà già ra tha, già ra điệt, già tha, thấy không? Câu đó mà diệt ra coi, cái đó là chú Đề Bi phải không? Nhưng mà bây giờ mình không có tụng chú Đề Bi, mình băng tắt qua cái hồ bên đây, một gãy cẳng hay là không gãy cẳng, có nghĩa là mình băng tắt. Còn tất cả các chị đi vòng vậy nè, vòng mấy cây số đó. Bây giờ mình đi tắt liền cấp kỳ, ngộ tức thời. Mình ngộ tức thời. Ngày qua nè, tôi lỡ chém cái ông kia, trời ơi tôi đâu có biết gì đâu, chặt ông còn nóng quá, chặt tay ông kia rồi mà nay về trời chết rồi. Thôi đó là tội lỗi, mình hiểu rồi, giác ngộ liền rồi. Mình tạm có điều kiện để đem lại cho cái ông này và giúp đỡ ông này một cái số, là mình tạm gác luôn, vì mình biết rồi, mình biết là cái tội mình không biết, mình mới chặt, mình biết đâu có chặt được, nói vậy đó. Và mình chưa có mình chưa có trồng cái vườn từ bi của mình, mà hôm nay mình trồng được cái vườn từ bi, mình đã có bông có trái rồi đó. Vậy và mình chưa được cái hồ nước từ bi đó, hôm nay thì chúng ta phải tạo điều kiện cái hồ nước có chứa sao vậy thầy? Nói nhỏ nhẹ nè, vui nè, thấy không? Đừng có buồn không, nhất là vợ chồng. Bây giờ ở trong gia đình á, cái vợ nghèo quá, chồng nó trời ơi đi làm ít tiền về cái bị khảo đảo, vợ con gây hấn gì nè, chi vậy, nhiêu cũng được hết đó nha. Chồng nó nay có mấy ngàn à, mấy chục ngàn à bà, à, em được được không sao đâu, thôi anh đi nghỉ, đi nghỉ mệt hơn ăn cơm, ngày mai kiếm tiếp hay là mừng tiếp, hết rồi đó. Đó là sống thực tế. Con này đã đi mừng từ hồi nào giờ nè, quen chỗ đó rồi này cái nọ mà mừng nhiêu đây nhiêu đây, chết hơi nè, cái đó đụng không có xe mà đụng ầm 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 ầm, thấy không? Đó cũng do là mình, còn mình không có để đụng nữa, ráng tập. Bây giờ thầy con còn nóng quá, ráng sưởi lại bằng một câu Di Đà vô biệt niệm Phật đáo ẩn Tây Phương. Mình ráng mình chịu đựng chút, chứ không có gì cực đâu, nghe không? Ráng dừng lại đi, dừng ra cái mình thở nha. Nó tâm là cái gốc nè, ốc là cái ngọn nè. Mới thấy mình quá trời mét mét xanh xanh đồ, muốn hả miệng ra nó bậy đó bạn. Nhưng mà mình về mình tĩnh tâm, mình vô phân ure, mình vô phân 16, 16, 8 gì đó, ha, phân gà, phân dĩ vô cái cây này nè. Đó, cái nó phượt lên, mới có 10 ngày là trở lại. Trời ơi, sao vậy? Sao bữa nay em đẹp quá vậy? À, nhu mì, nhu mỹ mà người có duyên lắm cả. Thấy không? Thấy là muốn mến liền à. Chị thấy nay chị không muốn bỏ cái tay ra, muốn níu em là tất nhiên là mình thanh tịnh niệm Phật, hối ngộ ăn năn đó, là mình bỏ ngay cái phân đi vô cái tâm của mình à. Nó mới lạ gì đó, chịu cực một chút đó là nó trổ lên. Còn này không có đâu, vấn đề này nha, bỏ vô nha, cờ bạc bỏ vô nha, đó làm những chuyện tầm bậy bỏ vô nha, lừa nè bỏ vô nha, là biểu con mận nhiêu đưa tiền cho, cho mày mày bất hiếu, con nó trả lời ông Phật ông dạy Phật pháp bất dị thân, quân pháp bất dị thân, nè mẹ con có bất hiếu, con nuôi mẹ, còn mẹ đem mẹ bỏ này con không được, con không được. Vì đồng tiền này cực khổ lắm, để con bảo trì mẹ đó, mà mẹ lấy này mà làm gì, mẹ chỉ cho con đi. Phải chỉ, thấy không? Con cũng được có cái quyền làm con. Nói mẹ chỉ con đi, đừng la lối bà già nha, mang tội, nhớ không? Chống thực tế, mẹ chỉ con đi con được. Mẹ mua miếng ruộng, mẹ mua miếng đất, mẹ mua chiếc xe, mẹ làm gì cái này, mẹ nói, tao làm gì thay kệ tao, không được. Khuất dạng là không được, khuất lấp là không được, mà nuôi nha, nuôi mẹ cơm ăn đàng hoàng, thuốc quần áo ha, à, đâu đó trang hoàng hết, mình không có hổn, mình vẫn có hiếu, nhưng mà có cái mình không bất hiếu, và mày đâu bất hiếu, tao không phải, con không bất hiếu, con có hiếu đó, con mới tìm ra mục đích này cho mẹ đỡ tội. Thấy không? Đó là thực tế ngày hôm nay chúng ta đời mới này, chúng ta nói với cha mẹ nói rất dịu mềm hiền hậu. Nhưng số tiền này con để đây, đừng con hộ trì cho mẹ, lo cho mẹ mà. Con đâu có vợ con gì đâu, con đâu có chồng con gì đâu. Hay nè, vợ con nó có chỗ, có nơi rồi, cái này con để chừa cho mẹ.
Còn mẹ biểu con đem qua nữa lấy đi làm chuyện với. Con không đưa. Đó. Rồi, trời ơi, bần sĩ ơi, dạ vậy là bất hiếu có bất hiếu. À, hỏi cái lý đi. Cho nên Phật, Đức Thầy mới nói, theo Phật giáo phải tầm cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành. Tầm nó ra cái lý mới tu, còn mất cái giáo lý không có tu. Sao? Tất cả các chị có buồn không? Hồi nãy giờ nói, thì thầy cũng có nói khùng. Con có hiểu không? Khùng khùng mà. Đó, đâu bao giờ mà thầy tỉnh đâu nha. Thì thầy có nói gì hồi nãy giờ, xin tất cả các con cũng từ bi quan hỷ như không. Sao có gì không chủ nhà? Thôi bây giờ cũng thêm một phần nữa đi ha, phần nhỏ nữa rồi thầy cũng nghĩ. Hồi nãy giờ thầy hỏi tất cả quý vị có mệt không, có mệt không, có không? Không có hả? Ngồi không, không có nói nữa. Còn thầy đứng mà nói nữa thì thầy chắc mệt phải không? Thầy ngồi đứng với thầy. Nói cho vui thôi. Chứ cái bổn phận của thầy phải vậy đó. Ông đò, ông phải lái lèo để bơi con thuyền để đưa về miền cực lạc. Chứ ông đâu có ngồi. Ông ngồi, ông rầu gì hay là ông nổ nẹt chứ ai. Phải đứng lên đi con, để thuyết phục ai hoài. Đem giáo lý của Đức Ngài về ban tặng. Trong buổi cuối này đó, thầy xin dò dặn. Nếu chúng con nghe lời rồi, thì thầy tặng bên trong. Tặng chúng con sức khỏe, nếu không? Thầy đã nguyện với Đức ông, nguyện trời Phật độ cho tâm mi lòng hiền nhân. Về đi trời. Đạo bần này chánh thức, đến đây với tất cả chúng con là hiệp lực chúng quy. Bần năng đâu nói sự gì mong cầu, ba tánh cổ ghi trong lòng, đưa con đạo để thoát dòng nguy hiểm. Con thấy ở đây không? Ở đây đang kính liệm được hay sao? Này đau mai ốm mốt gào đôi, con khát nước có người nào tránh đâu. Đây là cái biển khổ này, chứ không cái hang sâu hố thầm. Nếu mà nói đó, làm người đi phải trình bẩm mẹ cha, giữ câu ngôn ngữ ấy là đây lời thầy dặn không qua đâu. Trò phải sống cho thực tế, đừng có lo gì nữa hết nhá không. Đừng có về rầu nói ra cái chết ở bên tai không sao đâu. Mình vẫn sống mãi, sống hoài, sống mà mình biết Phật, biết Như Lai thầy tô, biết trong tâm ta sớm chiều ta giác ngộ, biết ta thương yêu người nè, nhớ không? Sách sổ thiên đình, thương vợ con, mến cháu chắc của mình, gây mầm mống để dạy chúng sinh học đạo. Đêm thanh tịnh thì mình chưa vào, đang hát để qua đường để diệt bảo diệt chúng. Con ơi, thầy quá lạnh lùng, vì đời đối phó ngài cùng không ai. Nhưng không giận đâu, bớ gái bớ trai, ở đây mà giận mãi giận hoài làm chi. Ngồi buồn khúc hát lắm ly, hát rằng rồi đợn mãi tì tì đây. Rồi tỉnh đi con, chứ sống nhồi sắp tới, cả hoàn cầu thế giới bo tay. Nói ra nước mắt chảy dài thiên cơ, thì đừng lộ rồi trần ai tội trời. Đói nè, mấy bữa không có cơm thời nó dạ. Ta không cho mình đâu, anh em ruột còn họ không chứa mình để chung chạ với ai. Đây rồi củ chuối của bột khoai, mình không no dạ thì mình nhai được nào. Phải cố gắng đi nhau, chứ không phải chứa chi cả đống cả bao. Mình làm ân phước đức thì trời nào bỏ đâu. Khiến cho người này giúp nè, người đó giúp nè, anh em thấy người ta cho mình ăn không hết nữa đó.
Đó là lực lệ đôi câu. Bây giờ bần sĩ rồi chứng câu tội nguyện bơi đò rước đảo về tiếng con ơi bỏ dự làm hiền thầy vui. Thôi thầy xin kính chúc lành hết tất cả ở đây nha. Sau này có dịp nào thầy mạnh giỏi hoặc là trong một chuyến thuyền này đi bốn phía đông tây nam bắc thì thầy sẽ trở về ở đây gặp lại chúng con, cùng là có một cái gì đó hay là thầy đã mạnh giỏi hơn đó nha, không vậy đó thì đi về gặp chúng con để chí vậy thầy, để có một cái nguồn an ủi cũng như ông cha bà mẹ mình đó, đó để rồi thấy mình cực khổ quá đó thì người an ủi mình cho mình đừng bớt đi cái sự lo lắng sầu não và làm cho mình vui đó. Còn cái này thiệt nha, không ráng nó làm hiền thì còn, giữ thì mất cái gì mà nó mất vô cớ lắm. Ăn tổ tiếu ngồi sưng chết, vô nhà tắm ra mấy người rồi rập em nghe vậy thầy thấy không, không xong đó vậy đó. Đi xe đang vậy nè là quay thẻ giữ xe cản chết đủ cánh đó. Dạ thưa thầy, con chung vô trong lu, chung lu cũng chết, bịch hơi cũng chết, chỉ có cái đức độ của mình đức rộng tài cao, ở ngoài đi đông sông không có cái gì hết, trời cao lòng rộng nha đó. Nghiệp cộng chính mình đó con, thôi bây giờ mình không có dai nữa nha, có thiếu nợ trả hết nợ cũ nha, không xin bớt, xin bớt xin sao thầy, mình tu mình trả không nổi đâu, nhiều trăm đời ngàn kiếp sao trả. Nói dạ thầy ơi, con bị nghiệp, con nhà con trả nghiệp, hỏi nghiệp con thiếu bao nhiêu đem ra nói thầy nghe, con không biết nhiêu nghe hết á. Dù cho cái núi ra mình giác ngộ rồi, mình làm việc thiện, tâm mình rất là tốt đẹp, mình hướng về thì cái núi đó sẽ bay hết cái tội, không còn tu một phút giây sẽ bay hết. Chỉ biết chừng nào mình hết nợ, mình hẹn với bề trên mình nói nợ này kia nợ quá đổi để con trả cho nó hết, rồi con phải tu, đâu có được, tu là tu, trả là trả. Mấy chờ nghe rõ không? Thiếu nợ thiếu chứ đó, bụng phải đi vô ăn, ăn hủ tiếu thôi con, ăn cơm nha, không nhớ đây tôi thiếu nợ về tôi trả, trả thì trả chứ nhín ăn miếng cho nó no chứ, giờ mình làm cái khác mình trả có đúng không? Thầy xin nói vui chút xíu nha, thôi thầy xin chúc lành hết tất cả quý con ở đây nha, và cùng cầu xin ơn trên tất cả các vị thánh thần tiền Phật chứng minh cho đồ đệ của cô Mỹ Hà và tất cả ở đây. Nam mô A Di Đà Phật, thầy xin chúc lành sức khỏe hết tất cả quý vị về ráng nha. Nam mô A Di Đà Phật, giữ gìn sức khỏe, chiều mần thêm 2 tiếng nữa không, không mần hãy Di Đà mua cái bình thủy của Nhật này, không mua bây giờ tôi lấy gấu dừa tôi tiện tôi uống cho nó khỏe, không thèm mần 2-3 tiếng nặng quá nha, mà mình già nữa rồi, bây giờ mình về mình lấy gấu dừa mình tiện đi, cái mình làm cái ô mình uống cái rồi thấy chưa. Anh Hùng đó có mấy chén trời, chén của Nhật 400.000 cái khỏi cái chén này nó để cơm vô bập bùm cái rồi thấy không, rửa tay không. Đây là thầy nói thiệt á, nó đừng có thèm để cực nghe không, nhưng mà hãy tu hành mà làm biếng là cũng khổ lắm, mà không có chỗ làm biếng mình phải làm mới có nha. Không, con làm trọn chữ hiếu vô ơi đó thầy chúc đạo.